cha tao kể, thầy Thích Tông Tuệ trên chùa Phật Quang biết hết mọi chuyện ở trên đời. Chỉ cần có thành tâm hỏi thầy thì sẽ có câu trả lời ngay. Nói tóm lại thì mày có dám đi không? Tín à, con là một đứa trẻ đặc biệt. Mẹ cảm ơn trời Phật đã mang con đến bên mẹ, giống như là một phép nhiệm màu vậy đó. Dù sao con cũng bị chọc và không có cha. Vì ai cũng biết cha nó là một cục đá. Con muốn mọi người phải tin mẹ con mình. Tí, con đi đâu đó? Tí. Đám nhóc này là đám trẻ con bên làng Phan Thị đúng không? Ở đây ta dách mạch rừng. Bác có biết cha của Tí là ai không? Muốn biết lên hỏi ông thầy Thích Thông Tuệ thì biết liền gì. Phía trước gần khu rừng có một bọn cướp chuyên bắt cóc đấy. Ta cần thêm một đứa trẻ thông minh để cùng ta đến đền thần hổ. Đền thần hổ. Để ta không thể nào quên được mối thù thần hổ đã để lại cho ta kinh này. Ủa, ông chưa chú cái rồi bịt mắt hả? Có những sự thật người ta không muốn tin, người ta phủ lên nó một truyền thuyết rất đẹp đẽ. Nó làm cho chúng ta có niềm tin, có hy vọng. Chọn chìa khóa sống. Hai ông đó tao không hiểu là đố gì luôn á.